Cả nhà, chào các anh chị em gần xa thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thuyết Family Cuộc Sống Ở Pháp nè cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ mình làm món ăn là Kagi nha cả nhà. Mà Kagi không phải Kagi Việt Nam, đặc sản của Pháp. Kagi Pháp nè cả nhà, Kagi Pháp là phải có cà. Mình làm cà tím, làm Kagi nha cả nhà. Còn khoai môn đó, mình sẽ chiên nha cả nhà. Chiên cho nó chín, nó ngon rồi mình mới ăn, mình mới để khoai môn vô. Chứ không có giống như bên Việt Nam mà mình làm rau củ khoai với lại khoai môn với khoai lang đẩy chung vô trong gà luôn nha cả nhà. Giờ mời cả nhà xem tiếp theo video của Thúy để Thúy chia sẻ mình làm Kagi của Pháp, đặc sản của Pháp hôm nay nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, mình chặt cục gà nó to to vậy nè cả nhà. Nó có ghi mình chặt cục gà bự vậy nè. Pháp là Thúy đi làm nhà hàng này, Thúy làm Kagi của Pháp là làm bằng cái ức gà nha cả nhà. Ức gà cứng nhất là Thúy không có thích ăn ức gà. Đó bây giờ cục gà ra vậy nè cả nhà. Mình chặt nó to vậy nè. Là mình nấu Kagi đó, mỗi người ăn cục. Ở Việt Nam mình cũng nấu bự thôi, nhưng mà điều nấu khác cái là mình nấu cà. Nấu Kagi cà, cả nhà ăn thử đi cả nhà. Cả nhà nấu Kagi cà thử ngon lắm. Nhưng mà mình nấu được cái nấu bằng gia vị của mình. Nấu cũng có nghệ của mình, nhưng mà nấu bằng cái gia vị Kagi của Pháp, của Thái Lan. Nó ngon. Thì bán, thì làm này rồi, thì ăn rồi, ngon, thì chia sẻ với cả nhà. Cái nào mà Thúy ăn ngon là Thúy chia sẻ cả nhà ha. Bây giờ đó mình chặt cục bự bự vậy nè cả nhà. Là mình sẽ ướp cái Kagi này vô, ướp đường với bột ngọt, ướp Kagi này vô. Kagi này có chắc muối chất đồ rồi, nhưng mình chỉ để ít đường với bột ngọt nữa thôi nha cả nhà. Có cả nhà mình bầm hành nha cả nhà, hành tím nè với lại ai là tỏi nè cả nhà. Đó mình bầm mình để thêm vô chứ cái này của nó cũng đủ rồi. Thường là Thúy làm trên Kagi là Thúy không có làm tỏi hành này nữa, mà Thúy chỉ ướp cái gia vị đó thôi, đi làm nhà hàng á bán cho người ta mình chỉ ướp cái đó thôi rồi đủ rồi. Và bây giờ mình ăn thì mình để thêm tỏi hành cho nó thơm nha cả nhà, để chút mình gam gam thịt á, mình làm gia vị vô mình sẽ đem lên chảo mình gam mình thìa cho nó già mình mới nấu. Đó cả nhà, bây giờ Thí sẽ ướp cái gia vị vô nha cả nhà. Nhà Thí để tỏi hành vô nè, để tỏi hành vô lặn chút nữa Thí gam thịt gà cho nó thơm. Với cái gia vị của Thái này nó làm đủ trong đây hết rồi nè. Cái Kagi này nè là cả nhà, cái này nè cả nhà, nó làm đủ hết rồi, nó làm Thái nó làm đủ cái gia vị trong đây hết rồi. Mình chỉ mà cay lắm nha cả nhà, mình để ít thôi chứ nhiều cay lắm đó, là đã cay á. Đó Thúy để cái cục này vô xong rồi, giờ Thúy để thêm cái đường nha cả nhà. Thúy làm cho tay thì mình không có làm đường, mình chỉ nêm, mình làm ra nước rồi mình mới nêm thôi. Còn mình ăn thì mình phải nêm vậy cho nó ngon nha cả nhà. Thúy đợi bột ngọt luôn. Đó. Làm cà tím ăn cũng lạ lắm cả nhà, đầu tiên mới cười lắm, Thúy không biết ăn á. Thúy thấy sao kỳ, sao nó làm cái ghi kỳ á. Xong cái Thí làm riết rồi cái quen ăn cái cũng ngon lắm, có dừa nữa, cũng giống như Kagi của mình vậy đó, nhưng mà có cái gia vị này nè, cay cay, làm cay cái gia vị này nó cay, nó cay rồi mình thơm đó cả nhà. Bây giờ cái pha qua môn của Thí giờ làm gì nè cả nhà, sẽ đem chiên đi xuống phun lô kim xuống cho nó đang ăn gì. Nó cái mũ. Em phải thôi, đậu lao không à, để mũ có cu nó được. Đi đi, lên đi. Đó cả nhà, thì cắt cà ra nè cả nhà. Khoai môn thì cắt ra gì chút nữa sẽ chiên nha cả nhà. Chiên mình là chiên xong mà chừng nào chín á, cà gai chín rồi mình mới ăn nha cả nhà. Mới bà để vô. Chứ không có giống bên Việt Nam mà mình để vô luôn nha cả nhà. Đó bây giờ sẽ chỉ để cà luôn. Để cà là cà để vô luôn thôi. Mình để hết nghệ vô nha cả nhà. Mình muốn ăn nghệ mình để nghệ vô. Đó để rồi xong mình để gà vô cả nhà. Nó này mình để gà vô liền nha. Mình rang đó. Đó cái này mình rang cho nó già gà. Rồi mình sẽ lấy cái nồi khác mình để nước vô mình nấu cho cái nồi kia chứ mình không có nấu nồi này nha cả nhà. Nồi này mình rang nó có chắc cháy á, mình đừng có nấu ăn đụng. Nên mình rang cho nó già rồi mình sẽ lấy mình nấu cho cái nồi khác. Với hai đó mình nấu nồi khác thì nó trong hơn. Cái nước nó sẽ trong hơn, nó không có bị chắc đấy này nhá, là nó làm cái đục cái nước của mình.
Đó, cái nhà nó thơm ghê luôn á cả nhà. Ngậy nữa với lại cái gia vị cung ghi của Thái Lan nó thơm. Mỗi món rồi em mình để nhiều là nó cay chết luôn á. Giờ thì không ăn cay được nữa cả nhà, hồi xưa ăn cay dữ lắm, ăn cay nó mới ngon. Bây giờ bệnh đau dạ dày là không ăn cay được, ăn vô nó nóng lắm cả nhà, nên đành phải bỏ cái cay đó. Đó cả nhà, nó gam cho nó vàng cả nhà, thơm thì thơm mà mình sẽ để qua cái nồi nước mình nấu. Nó cà đó cả nhà. Nó cà cà đó. Cả nhà thử tha thử làm một cây cà đây ra ngon lắm đó cả nhà. Hồi mới đầu trước khi đi làm nhà hàng á, cái làm cái nó sợ xong rồi cà ghi lại cà. Cái mình làm cho người ta mà làm tự thôi, nhưng mà mình ta cho mình cái lúc mình ăn cơm á, mình mới ăn thử, muốn ăn cái gì mình ăn thử ngon. Cà nó thấm ngon, cà cà nó dễ dẻo, nó thơm thơm, mình ăn làm cà ghi ăn ngon. Có cả nhà đặc sản nha cả nhà, chiên phi cao nha cả nhà. Chiên phi cao cho nó vàng chín nhỏ nhỏ lửa, vàng chín để mình ăn cà ghi này nè. Đó nhà cứ ăn bao nhiêu thì cứ chiên bao nhiêu, chứ mình ăn nhiều mình chiên nhiều nha cả nhà. Đó mình chiên cho nó vàng, cho nó vàng phao cao để nữa nó mình ăn cà ghi nó mới ngon. Thì mình chín á, mình nốt cà ghi ra nè. Đó cả nhà, nó vàng thơm mà cả nhà. Rồi mình chuẩn bị chút nữa mình sẽ ra để qua cái nồi mình nấu nha cả nhà, đừng nói là nó chở mình nha cả nhà, thấy cháy không? Cái cháy cháy xung quanh này nè, mình nấu mình ăn trẻ bệnh á. Hồi xưa mình không có để ý mình nấu ăn bệnh, như bây giờ nó bệnh nhiều quá mình thấy có kinh nghiệm, mình biết là cái đó nó cháy mà đây nó mình ăn mình sẽ bị bệnh, nên mình không có nấu cái chảo mình xào, mình phải để riêng ra mình xào rồi mình ra gì cũng vậy, mình phải để riêng ra cái nồi cá mình nấu. Rồi cả nhà ha, bây giờ Thúy sẽ để bên nồi nước của Thúy với nấu nha cả nhà. Đó cả nhà, bây giờ mình sẽ để vô cả nhà ha, để vô mình nấu. Để từ từ để nó văng thủng nhỏ. Thế chị để vô hết đi nấu. Đó, mình để cái nào mình vàng thì mình để, còn cái nào cháy thì đừng để nha cả nhà, mình bỏ lại hết. Đó cái mấy cái hành tây đồ nó vàng cái mình để vô đây. Mình nấu. Đó như vậy á. Đó cả nhà, nên cái chảo này mình không nấu là vậy á cả nhà, cả nhà thấy nó vàng vàng lên đây không? Đó mấy cái chất này mình ăn mình bệnh dữ lắm luôn á cả nhà, nên mình phải đem dẹp. Đó cả nhà, khoai tây đó cả nhà. Nó khoai tây mình chiên vậy nè cả nhà, đặng chút mình để vô cà ri mình ăn nha cả nhà. Hả? Đổ lộn khoai cao chứ. Trời khoai cao bên Pháp nó mắc lắm cả nhà. Ăn vậy thôi cả nhà. Ở bên được bên Việt Nam mình ăn cho nó đã luôn. Mình thích là nhất là khoai cao Việt Nam, nó dẻo, nó thơm, nó rất là ngon. Mình Pháp là khoai cao của những cái chỗ khác nó làm nhiều khi không có ngon bằng giống như khoai Việt Nam, nhưng mà Việt Nam nó ít có sức lắm. Có đó, tại của mình nó để lâu nó hư, còn của người ta cũng để lâu nó không có hư. Nó cũng hư nhưng mà nó có hư nhanh thôi. Cái mình nó hư nhanh lắm. Cả nhà mình để đổ muỗng canh muối lên cả nhà. Rồi chút nữa có gì mình đem thêm cả nhà. Cả nhà phải cao ngon quá cả nhà. Đó, phải cao ngon á. Chiên rồi ăn ngon cả nhà. Chiên bột ăn ngon. Nó sôi đó, nó sôi gà, nó sôi già dạo rồi Thúy để cái cà vô đó cả nhà. Cà của Thúy ngon lắm cả nhà, mà Thúy để ngoài tiết á, ngoài chờ tiết nó đông lạnh, cái nó đông lạnh thành cà nó đen luôn. Mình chờ nó sôi lên cho nó chín, nó gục xong nó sắc bớt nước lại, nó sạch sạch rồi mình sẽ để nước dừa vô nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, gia vị thì mình để dừa rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ để dừa vô nha cả nhà. Đó. Cái màu nó không có vàng giống như của mình đâu nha cả nhà. Có cái mà có cái gia vị của Thái á, cái cu ghi của Thái á, nó không có dừa giống như của mình. Đó thì để dừa vô. Đó để dừa vô xong rồi mình sẽ chuẩn bị một tắt nha cả nhà. Đó. Đó bên đây đang ta ghi vậy đó cả nhà, nấu cho gà cà, nấu bằng cà mà nấu cho gục luôn. Mình muốn ăn khoai tây khoai môn thì mình để, nhưng mà tại vì Thí có khoai môn Thí thấy thích chiên rồi đó, rất là ngon luôn nha cả nhà. Giờ Thí sẽ múc ra tô nha cả nhà. Đó cả nhà, cái
kaki của mình vậy đó cả nhà. Thí quên bỏ sả nha cả nhà. Cả nhà ăn cả nhà bỏ sả nha. Tại vì cái gia vị của người ta cũng có sả, nhưng mà mình phải bỏ sả cay nữa. Mà thí quên rồi. À, xin lỗi cả nhà nha. Nóng mà quên bỏ sả. Rồi cả nhà thì cũng có cái kaki của đặc sản của Pháp. Ngon rồi nghe cả nhà. Thí chúc cả nhà luôn luôn khỏe mạnh bình an nghe cả nhà. Cả nhà xem và đăng ký kênh like ủng hộ Thí với nha cả nhà. Cả nhà mình có cái kaki mà mình ăn về nó lạ, như bên Việt Nam mình nấu kaki của mình có khoai tây đồ này kia, khoai lang đồ đó, thì mình ăn nó ngán, mình sẽ đổi lại kaki của Pháp nha cả nhà, nấu kaki cà. Nấu kaki cà chiên phô mai. Thì tạm biệt cả nhà nha cả nhà, cảm ơn cả nhà nhiều, bye bye cả nhà.